Hi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Bây giờ này thì cũng nằm tầm khoảng gần 7 giờ rồi. Thì đang làm một số đồ lặt vặt cho mấy cái trường trang trí đầu năm. Đây là một số cái hình ảnh cho cái trường mẫu giáo ta đặt các trang trí đầu năm. Thì theo anh chị và các bạn thì trong cái ngành nghề photo in ấn của chúng ta thì khi mà mới đầu các anh chị mở tiệm, các anh chị có cái suy nghĩ như thế nào? Các anh chị có nghĩ là khi mà mở tiệm ra mình dễ làm hay không, hay là mình làm một cách nó nhàn nhã và cái thu nhập nó cao hay không? Thì theo cái mình nghĩ, một số các bạn hiện tại bây giờ là đang nghĩ cái ngành nghề dịch vụ photo in ấn là một trong những ngành nghề dịch vụ dễ làm và làm, nói chung là nghĩ một cách rất là đơn giản về ngành dịch vụ photo in ấn này. Vì do đó có một số bạn dù không biết gì cũng mở tiệm, và khi mở tiệm rồi thì mới thấy được là những cái khó khăn của nó. Tại vì lúc đầu mở tiệm thì chắc chắn ai sẽ có cái tâm lý là ngành photo dịch vụ này chỉ cần mở cái tiệm, mở bỏ cái máy photo ra thằng photo là được rồi. Tuy nhiên khi mà các anh chị càng đi sâu vào, càng làm lâu năm thì các anh chị sẽ thấy là chúng ta giống như một hạt cát ở trên sa mạc về trong lĩnh vực photo, lĩnh vực in ấn vậy. Còn đối với photo thì chúng ta trong cái dịch vụ photo in ấn thì chúng ta nên chia làm hai mảng, rồi như những cái video trước mình nói, tức là một mảng về photo và một mảng về in ấn. Thì nếu mà các anh chị mà chỉ biết về photo thôi mà các anh chị không biết về in ấn thì các anh chị làm nó sẽ khó mà thành công lắm, hoặc là khó đem lại cái thu nhập ổn định để các anh chị phát triển, duy trì và phát triển cuộc sống của chúng ta. Tại vì các anh chị biết hiện tại bây giờ một số các dịch vụ mà về photo người ta sẽ giảm, ví dụ như trong tương lai này, dịch vụ về photo số hộ khẩu với lại chứng minh nhân dân, thì hầu như là những cái giấy tờ đó sau này người ta sẽ chuyển qua thành web mã QR hết, nên là người ta làm thẻ chip hết rồi, nên sau này làm những cái gì đó người ta làm ta chỉ quét mã thôi là ta biết, ta không cần đi photo nữa, không giống như bây giờ cái gì cũng đòi hỏi cái sổ hộ khẩu. Nên do đó là những cái đó nó sẽ hạn chế bớt, nó sẽ một số cái lễ chúng ta sẽ không có thu nhập nữa. Còn mà khi mà tất cả các bạn mà không có được những cái lượng khách của các cơ quan, trường học thì các anh chị sẽ càng thất bại nhanh chóng hơn nữa khi các anh chị mới mở tiệm photo ra. Còn nếu anh chị nào mà đang vừa có trong cái kinh nghiệm về photo thì vừa có về lĩnh vực in ấn thì mình nghĩ các anh chị đó sẽ phát triển tốt. Nếu mà các anh chị có một lượng khách hàng ổn định thì mình nghĩ đó là một trong những cái yếu tố mà nó sẽ giúp cho tất cả các anh chị thành công. Tại vì trong cái vấn đề mà mở tiệm photo in ấn thì đòi hỏi chúng ta phải biết thêm phần kiến thức về thiết kế. Chúng ta không cần phải cao siêu là thiết kế này nọ, nhưng mà chúng ta chỉ cần làm có số cái đơn giản, ví dụ như cái này, những cái này thì quá đơn giản thì các anh chị làm thôi. Nhưng mà khi các anh chị làm xong, các anh chị cắt ra in ép thì nó tạo ra một cái sản phẩm rất là đẹp để mà trang trí rồi. Thì đây là những cái nhu cầu tất yếu, tuy nhiên mình cứ cần khi các chị và các bạn chúng ta luôn. Đối với chúng ta làm ở những cái máy móc, những cái dịch vụ nó tới tầm này thì trong khả năng rồi, thì theo mình là nghĩ là trong khả năng. Còn đối với một số cái như ví dụ như cảm xích, tờ rơi, những cái bao bì á, thì mình đã có liên kết với cái nhà máy in rồi, mình chỉ cần thiết kế file ra thôi thì nhà máy in nó đã làm hết cho mình rồi. Do đó là mình khuyên tất cả các anh chị nên lựa chọn cho mình một cái nhà máy in liên kết để mình làm. Thì mình chỉ cần bỏ công bỏ sức ra mình thiết kế thôi, mình biết phần mình thiết kế thôi là mình đã có được nơi làm chu toàn hết cho mình. Mình không cần, ví dụ các bạn làm một cuốn hóa đơn nha, thì mình các bạn suy nghĩ nè, nếu mà mình không có cái máy cắn lằn thì các bạn sẽ có tệ lắm, các bạn phải sử dụng cái máy may để các bạn cắn cái đường lằn để các bạn xé cho khách hàng xé. Thì các bạn làm sao, các bạn nếu nhà các bạn không có cái máy may thì các bạn phải đi đầu tư thêm cái đó rồi các bạn phải cắt máy xén đồ, rồi các bạn phải dán giấy nè, máy đóng rồi dán giấy rồi, nói chung rất là nhiều công đoạn. Còn nếu mà tất cả các bạn đã biết thiết kế, có liên kết với nhà máy in rồi, thì mình nghĩ là các bạn chỉ cần thiết kế một cái file, rồi các bạn ghi yêu cầu trên đó về số lượng cuốn, rồi số lượng tờ bao nhiêu, thì trong cái hóa đơn thì cái nhà in liên kết người ta đã biết cách làm rồi, các bạn chỉ cần ngồi đây chờ để lấy đi giao hàng cho khách hàng thôi. Và nhiệm vụ của mình là thiết kế và hẹn khách hàng cái ngày để mình đi giao hàng thôi. Đó là cái nhiệm vụ mình thấy là
khi mà các bạn mở tiệm ra thì các bạn nên chọn cho mình những cái nhà in liên kết cho nó uy tín một chút. Uy tín là sao? Uy tín là khi mà các bạn làm là ví dụ như hàng hóa chúng ta chỉ làm trong vòng 1 ngày hoặc 2 ngày là có cho khách hàng rồi. Chứ còn ví dụ như một cái năm hộp kẹp visit mà những cái nhà in ấy, người ta in ấy, nó tới 3-4 ngày thì nó sẽ không có đem lại cái gọi là cái sự linh hoạt cho mình. Và khi khách hàng làm người ta cũng muốn cần lấy nhanh, nên là nếu mà với cái thời gian lâu như vậy thì mình làm không có được. Do đó là làm cái gì cũng phải mình phải lựa chọn những cái đối tác làm việc của mình cho nó, phải nói là cho nó uy tín một chút. Đối với ngành nghề photo này, in ấn dịch vụ này, khi các bạn lắng vào rồi ha, lắng càng sâu vào thì bạn sẽ thấy nó muôn màu muôn vẻ, nó rất là nhiều cái công việc để các bạn làm. Và trong đó là một trong những cái dịch vụ in ấn là mình thấy là một trong những cái dịch vụ nhưng mà nó phải nói là nó vừa tạo cho mình cái thu nhập rất là ổn định. Và cái công việc của mình làm mình sẽ không cần phải đầu tư thêm máy móc nhiều nếu mà các bạn có được một nhà liên kết rồi. Thì các bạn biết là ở đây á, những cái kẹp visit đồ là mình không có nhận một hộp nữa. Tại các bạn biết là một hộp mình in rồi xong mình sử dụng mới cắt đồ, thứ nhất là nó tốn thời gian, cái thứ hai là mình tính ra cái chi phí lợi nhuận nó cũng không có cao. Nó không có cao, ví dụ cho nó cho các bạn in một hộp ấy, tối đa các bạn sẽ lấy được 70.000 là cao nha, gọi là mình gọi là giá cao. Có nơi người ta lấy có 40.000, lấy có nơi người ta lấy có 50.000. Các bạn biết in một hộp kẹp 10 tờ giấy, bây giờ nếu mà đơn giản nhất là 10 tờ giấy in ảnh mà các bạn in ra các bạn lấy 50.000 hai mặt công cắt đồ thì các bạn lời bao nhiêu? Thì trong ví dụ trong trường hợp này, các bạn mà thuyết phục được khách hàng làm được 5 hộp, các bạn thiết kế file xong, các bạn quăng qua bên chỗ nhà máy in liên kết thì người ta đã làm hết sẵn cho mình rồi. Thì trong năm hộp đó hiện tại bây giờ giá thị trường nha, giá thị trường mình lấy cho khách hàng thì nó tầm khoảng 200.000, có những nơi người ta lấy 300-250 ha. Còn nếu mà mình muốn lấy mối nhiều cho mối nhiều mà lấy rẻ hơn một chút có thể lấy 200.000. Thì cái chi phí để một nhà để cái nhà in liên kết mà lấy cho mình thì nó nằm khoảng nửa tiền thôi. Nó nằm khoảng nửa tiền thì mình đã có được lời nửa tiền mà trong khi đó mình chỉ cần bỏ công ra thiết kế thôi mà không có làm gì hết ha. Chờ ngày đi lấy dao thôi thì mình cũng đã có một khoản lợi nhuận cũng khá là tương đối ổn định. Do đó là đối với tất cả các bạn hoặc là các anh chị mới hoặc là hiện tại đang có một cái nhu cầu mở một cái tiệm photo mà tất cả các anh chị chưa biết từ đâu, thì nếu các anh chị gặp được cái video này, gặp được cái sự chia sẻ này của mình, thì mình khuyên tất cả các anh chị này, thứ nhất là các anh chị coi thử là cái khả năng của mình làm tới đâu. Ví dụ như các anh chị làm là chỉ biết về cách photo thôi, thì các anh chị nên hỏi thử là liệu khi mình mở tiệm photo ra thì cái lượng khách mà chỉ photo không thì có đủ đảm bảo cho tất cả các bạn và các anh chị trang trải được cuộc sống hay không ha. Hoặc là nếu các anh chị và các bạn biết thêm cái phần mềm thiết kế này, thì các anh chị sẽ coi thử là nếu mà phần mềm thiết kế thì cái lượng khách của chúng ta như thế nào và cái mặt bằng chúng ta lựa chọn như thế nào. Thì trong cái video trước này, thì mình đã có nói về cái tầm quan trọng của mặt bằng rồi. Nếu mà các anh chị chọn mặt bằng không đúng thì nó dễ dẫn đến sự thất bại do chúng ta chọn mặt bằng sai ha. Và nếu mà các anh chị chọn mặt bằng đúng mà các anh chị không có biết cách làm hoặc là các dịch vụ tất cả các anh chị quá ít, ví dụ như các anh chị chỉ biết có photo thôi, thì khi khách hàng tới, khách hàng hỏi bây giờ in màu, thiết kế cảm visit, thiết kế đồ rơi, thiết kế đồ xuân mà các anh chị không biết cách thiết kế thì khách hàng cũng bỏ đi. Đó là một trong những cái khó khăn mình thấy là trong cái ngành nghề dịch vụ photo in ấn. Nên là khi mà muốn mở dịch vụ photo in ấn thì mình khuyên tất cả các bạn suy nghĩ một điều như thế này. Dịch vụ photo in ấn nó không phải là một nghề mà các bạn nghĩ đơn giản, nó là trong những ngành nghề đòi hỏi sự siêng năng, cần cù và chịu khó. Siêng năng cần cù tức là sao? Tức là các bạn phải chịu khó làm, mới đầu mà làm thì các chị phải chịu khó làm những cái nhỏ lẻ lặt vặt. Tại vì những cái người, ví dụ như những khách hàng, đôi khi người ta chỉ cần có, mới đầu người ta chỉ thiếu một chút ít thôi. Và nếu các chị không làm thì người ta sẽ nhận định các chị cái này không có chịu khó để làm những cái vấn đề nhỏ này thì họ
nhiều lúc thì họ cũng không có muốn giới thiệu những người khác tới cho tất cả các bạn đâu. Cho nó tất cả các bạn nên là cần phải siêng năng một chút, cần cù chịu khó một chút. Các bạn biết nếu mà các bạn có nhân viên thì các bạn cũng phải xem coi thử là nhân viên của mình làm thế nào, hoặc là các bạn làm một mình thì các bạn nên phải chịu khó làm thêm cả đêm. Thì đa số các bạn biết mình làm ở đây hiện tại bây giờ là đang làm một mình thôi, mà hiện tại bây giờ mình đây có tới ba cái máy photo, mà một cái máy này bị hư mình không có sửa nữa tại mình muốn để cho nó vào kho để mình lấy linh kiện thôi. Còn hai cái máy photo, một cái máy in màu và cái công việc của mình, các bạn thấy là bây giờ là mình phải ngồi mình ép cho khách hàng để ngày mai người ta lấy rồi. Tại vì những cái này nè là cái những cái trang trí, do đó là mình phải sắp xếp thời gian cho làm sao cho đủ, cho hợp lý với khách hàng ha. Nên là khi mà các anh chị và các bạn muốn mở tiệm photo thì mình cũng khuyên các bạn anh chị là suy nghĩ cho nó kỹ một chút, nhận định đánh giá khả năng về cái khách hàng của mình, về cái cạnh tranh của mình, về cái mặt bằng mình chọn, rồi sau đó anh chị mới có quyết định các anh chị nên mở hay không nên mở. Tại vì mình biết là trong một số các anh chị có thể có những cái khả năng khác, có thể là làm những công việc khác có thể nhiều tiền hơn. Các bạn biết là khi mà mở tiệm photo ra mới đầu các chị không thể nào mà, nếu mà mình nói chám chắc là một điều, các anh chị bảo đảm nếu các anh chị không kiếm quá 5 triệu một tháng, nếu là các anh chị đã có một số lượng khách nó chung tương đối gọi là khách quen nha, các anh chị mở tách ra làm thì không quá 5 triệu một tháng đâu. Các bạn biết tháng đầu tiên mình mở tiệm photo ra mình bao nhiêu tiền một tháng không? 350.000 một tháng là tháng đầu tiên. Và khi cái đó là cái tháng mà mình nói là khi đó là mình đã có một vài khách hàng, nói chung cái đơn hàng nó cũng chạy ngày tờ cho lên chứ không phải là dưới đâu nha. Tuy nhiên bắt đầu qua tháng thứ hai, qua tháng thứ hai thì kiếm được 1 triệu, rồi từ từ đó rồi qua tháng thứ ba. Tuy nhiên trong quá trình làm các bạn biết không, là phải đi giao tiếp với một số mối quan hệ ở trong cơ quan đó để người ta giới thiệu vào làm. Tuy nhiên là khi mà mình đi giao tiếp rồi thì rồi tốn tiền ăn nhậu rồi thì khi khách hàng đưa về làm hàng cũng một đợt hai đợt rồi, người ta cũng nhiều lúc người ta cũng quên mình. Tại thứ sao? Tại vì thứ nhất là vị thế nó xa, vị thế nó xa, hoặc là các cơ quan người ta đã làm những chỗ mối rồi thì những người đó chỉ là những cái đợt hàng lẻ riêng của họ thôi chứ còn họ không tới mình. Do đó mình nghĩ một điều, thứ nhất là khi khách hàng tới với mình, mình làm sao phải làm cho tốt, làm sao phải làm cho tốt và đúng thời gian thì mình nghĩ nó sẽ tốt hơn cho tất cả các bạn ha. Nên là mình nghĩ trong cái ngành nghề dịch vụ photo in ấn này nó không dễ dàng cho tất cả các bạn các anh chị như suy nghĩ ban đầu nữa khi mà chúng ta mở tiệm đâu, mà các bạn và các anh chị nên suy nghĩ thật là kỹ ha. Mình suy nghĩ thật là kỹ để cho tất cả các bạn lựa chọn. Nếu mà các bạn cảm thấy là nếu mà mình không đủ khả năng thì tốt nhất đừng có mở, mình đi kiếm gì khác mình làm. Chứ còn khi mà các bạn bỏ một số tiền ra, các bạn chừng làm 3 tháng cái chuyện dẹp tiệm thì cũng thấy là điều đáng buồn. Mình làm đây chục năm rồi nên là mình biết là những cái khó khăn, và chưa kể là những cái lúc mà máy móc hư mà các anh chị không biết đường sửa là nó càng khi đau đầu thêm nữa ha. Do đó là các anh chị mới các bạn mới đang có cái ý định mở tiệm photo, nếu mà gặp được cái chia sẻ này của mình thì các anh chị hãy cố gắng suy nghĩ là một chút. Nếu cái khả năng mình có rồi, một lượng khách mình có quen trước rồi thì các chị nên mở. Vì thế mặt bằng mình có thì mình mở. Còn nếu mà vì thế mặt bằng mình không có, cái kinh nghiệm mình chưa có nhiều thì trước tiên thì hãy tạm thời chúng ta chưa vỡ vội. Chúng ta cần trao dồi thêm cái kinh nghiệm cho mình. Rồi sau đó chúng ta sẽ tìm những cái mặt bằng thuận lợi, tìm thêm những khách hàng. Khi trong tương lai khi mình mở ra thì khách hàng sẽ ủng hộ mình thì mình nghĩ nó sẽ ổn định hơn, các bạn dễ thành công hơn. Rồi video của mình chia sẻ đến đây là kết thúc ha. Hy vọng đây là những cái lời mà mình nói là thật lòng nhất mà mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn và các anh chị. Rồi nhiêu đó thôi, nếu các bạn và các anh chị mình thấy video này nó thật sự có ước cho tất cả các anh chị thì các anh chị hãy bấm like để ủng hộ tinh thần cho video. Còn nếu các anh chị nào mới vừa ghé qua kênh Radio Upsell thì hãy giúp mình đăng ký kênh để cho kênh mình phát triển. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn và các anh chị ở video sau nha. Bye bye, chúc các bạn và các anh chị thành công và nhiều sức khỏe.